Thưa quý vị, với tốc độ di chuyển khoảng từ 10 đến 15 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng tối đến đêm ngày 26 tháng 10 thì áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới thì sáng ngày 25 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp bàn với các cơ quan liên quan. Hiện nay thì vẫn còn nhiều tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, nhiều chủ tàu cố tâm lý là chủ quan, chưa di chuyển về nơi tránh trú. Ban chỉ đạo yêu cầu cần kêu gọi ngay các tàu này về nơi neo đậu an toàn hoặc là di chuyển sâu xuống phía Nam để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Áp thấp nhiệt đới cũng có thể ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn ô nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên, Khánh Hòa. Trên đất liền, Ban chỉ đạo nhấn mạnh miền Trung Tây Nguyên có khả năng hứng chịu mưa trồng mưa, lũ trồng lũ. Bởi từ 26 đến 27 tháng 10, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra mưa lớn hàng trăm mm. Các bộ ngành và địa phương cần chú ý an toàn cho các hồ chứa, nhất là ở Tây Nguyên, cơ bản các hồ đều đã đầy nước. Tạm dừng ngay các công trình đang thi công, lên phương án rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân. Vâng, và để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, trong ngày 25 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ký công điện ứng phó mưa lũ và áp thấp nhiệt đới. Vâng, thưa quý vị, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập lụt và làm sạt lở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Thông tin cụ thể sẽ có trong cụm tin sau đây. Khu vực núi Bà Hòa, tỉnh Bình Định trong sáng ngày 25 tháng 10 đã bị sạt lở nghiêm trọng. Một lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường khiến cho 3 người đi trên 2 xe máy bị thương. Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã các huyện miền núi như Vân Canh, Vĩnh Thạnh bị chia cắt tạm thời do sạt lở. Tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư và sạt lở nhiều tuyến đường. Nặng nhất là điểm sạt lở tại tuyến đường sắt Trì Bình đoạn qua xã Bình Nguyên và 2 điểm trên tỉnh lộ 24C. Sáng ngày 25 tháng 10, tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, 3 người dân đã bị lũ cuốn mất tích và cho đến nay vẫn chưa tìm thấy. Tại Quảng Nam, huyện Nam Trà My, sáng ngày 24 tháng 10 đã xảy ra một vụ sạt lở làm sập phần sau của 6 ngôi nhà, rất may không gây thiệt hại về người. Các tuyến đường lên vùng cao huyện Phước Sơn và đường lên tuyến biên giới huyện Tây Giang cũng bị sạt lở nghiêm trọng.